Trong 5 năm qua, toàn xã cũng đã giải quyết việc làm cho 979 lao động trong cả nước và xuất khẩu lao động. Cũng từ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 9,43% năm 2015 xuống còn 2,9% năm 2019, giảm 6,53%. Về công tác quốc phòng an ninh, được chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Hàng năm huấn luyện cho 100 lượt dân quân tự vệ, đạt 1,51% dân số thời bình. Kết quả đều đạt khá và giỏi. Thường xuyên củng cố xây dựng nắm chắc lực lượng dự bị động viên hạng 1 và hạng 2, đăng ký quản lý sĩ quan dự bị, công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Trong 5 năm qua, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được đẩy mạnh, nên đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều tập thể, cá nhân được cấp trên khen thưởng, tập thể liên tục đạt đơn vị quyết thắng. Hiện nay, đối với cán bộ, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thực sự là rất quan tâm đến chăm sóc, chăm lo đến đời sống của nhân dân. Đã có nghị quyết sát thực, đúng, được nhân dân đồng thuận, đóng góp rất nhiều cho công cuộc như là xây dựng đổi mới của quê hương. Việc ăn no, mặc lành đã qua rồi. Đời sống nhân dân hiện nay phải nói là sung túc, đi đến ăn ngon mặc đẹp. Nhà lầu xe hơi không phải xa lạ nữa. Nhân dân hiện nay rất nhiều tiền. Những loại ô tô 3 đến 400 có rất nhiều nhà khả năng mua được. Đối với hoạt động xây dựng nông thôn mới, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chung sức tham gia. Do thấy rõ được ý nghĩa trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới nên hầu hết mọi người dân đều nhiệt tình ủng hộ. Trong đó nhiều người dân đã tích cực đóng góp sức người, sức của như hiến hàng trăm mét vuông đất, đóng góp trên 20 triệu đồng để làm đường bê tông. Nhiều công trình phúc lợi xã hội, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật được đầu tư, nâng cấp cải tạo, sửa chữa và xây mới, như sân vận động xã, nhà văn hóa xã, trụ sở ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa thôn, trường học, khu xử lý rác thải, đường, mương, nghĩa trang. Đồng thời tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định với sự đoàn kết đồng thuận cao từ trong đảng, chính quyền và nhân dân. Bởi vậy, ngày 28 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số 2075 công nhận xã Khám Lạng, huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Nhân dân và cán bộ Khám Lạng được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Đây cũng là nguồn động viên khích lệ lớn để nhân dân và cán bộ xã Khám Lạng tiếp tục khắc phục khó khăn, chung tay xây dựng quê hương Khám Lạng ngày một giàu đẹp hơn. Trong 5 năm qua thì dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và trực tiếp là Ủy ban nhân xã tổ chức thực hiện, để được sự vào cuộc cả chính trị, thì trong đó thì mặt trận Tổ quốc chúng tôi xác định là đây là lực lượng nòng cốt để làm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cái phong trào thi đua yêu nước. Thì năm 2018 là xã đã đạt được cái chuẩn xã nông thôn mới, các cái cơ sở hạ tầng rồi thì phát triển kinh tế xã hội để đi lên rõ rệt, và trình độ dân trí rồi giờ thì trong các cái phong trào là phát huy từ ở các cái cụm dân cư đến cho các cái đoàn thể chính trị xã hội là thực hiện tốt các cái phong trào thi đua yêu nước. Đối với công tác xây dựng đảng, trong những năm qua, Đảng ủy đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết về tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020, chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, làm tốt công tác thông tin nội bộ, nắm bắt tình hình dư luận xã hội. Đồng thời, Đảng ủy tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đảng viên, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 đảm bảo đúng kế hoạch.
công tác bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng được quan tâm, chú trọng về số lượng và chất lượng. Đã cử 46 quần chúng tham dự lớp đối tượng kết nạp đảng, kết nạp 40 đảng viên mới và quan tâm tới đảng viên khối nông thôn, nâng cao tỷ lệ trưởng phó thôn là đảng viên. Kết quả hàng năm, 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm từ 83,2%. Trong nhiệm kỳ qua đã có 3 tổ chức đảng và 3 cá nhân được huyện ủy khen thưởng, 12 tổ chức và 50 cá nhân được đảng ủy xã khen thưởng. Để thực hiện tốt được cái nghị quyết của đại hội của nhiệm kỳ thì trước hết thì phải là làm tốt cái công tác là tuyên truyền triển khai các cái chỉ thị nghị quyết của các cấp một cách đầy đủ kịp thời với cán bộ đảng viên và các cái tầng lớp nhân dân. Chính vì vậy thì mới hiểu mới nắm rõ được để mình vận dụng vào với thực tế của cái điều kiện của địa phương. Cái thứ hai nữa là chủ động xây dựng các cái chương trình, các cái kế hoạch theo một cái lộ trình trước hết là của nhiệm kỳ và của từng năm. Về cái kế hoạch này thì là phải có xác định cái nhiệm vụ cụ thể, những việc gì là của xã, cái việc gì là của thôn. Đấy, nếu mà liên quan đến các cái công trình, ví dụ như về đích nông thôn mới thì cái việc gì của xã, việc gì của thôn, và phải công khai cái nguồn vốn được nhà nước hỗ trợ là bao nhiêu, thế và còn thì cái vấn đề là xã hội hóa cũng như là huy động cái nội lực của nhân dân lên là cái thứ nhất trong người. Cái thứ hai nữa là để dân biết, dân bàn thì cái sự đồng lòng ủng hộ của người dân sẽ tốt. Và cái thứ hai nữa là phải phân công nhiệm vụ đấy cho cán bộ đảng viên từ ban thường vụ cho đến cấp ủy đảng, và với từng nhiệm vụ với từng thôn, và xác định cái ấn định cái thời gian để hoàn thành cái nhiệm vụ theo cái kế hoạch đó. Cái thứ hai, cái thứ ba có từ cái nắm được cái chủ trương và xây dựng các cái nhiệm vụ chương trình kế hoạch rồi thì chúng ta phải làm tốt cái công tác tuyên truyền tới cán bộ đảng viên rồi nhân dân để hiểu nắm được cái như vậy bằng mọi hình thức, trên hội trường, bằng hội nghị, hội họp, thế rồi là trên đài phát thanh của xã, của thôn, thế và bằng các cái ba lô khẩu hiệu đấy, theo từng cái nhiệm vụ, từng cái thời kỳ để mọi người dân nghe được và đi đâu cũng nhìn thấy được, thế và để là cùng cái thi đua cái tổ chức thực hiện. Cái thứ tư nữa là để thực hiện được cái nhiệm vụ thì là phải tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát, thế và đặc biệt là cái giám sát cộng đồng. Thì vừa qua trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi thấy là nó rất hiệu quả, công việc của người dân biết bàn và thực hiện và giám sát ngay từ ban đầu đấy, khi tổ chức triển khai thực hiện thì sau này nó không phải xảy ra những cái vấn đề gì lớn trong quá trình tổ chức thực hiện. Thế và cái thứ năm nữa là biết phát huy được cái sức mạnh tổng hợp như vậy thì nó phát động cái phong trào thi đua của các cấp các ngành từ xã xuống đến thôn, người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngõ xóm thi đua, rồi đến làng đơn vị thi đua. Chính vì vậy nó tạo thành một cái phong trào sâu rộng trong toàn xã. Chính vì vậy mà cái nhiệm vụ mà cứng hóa cái đường giao thông của địa phương mà trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi đạt cái kết quả là rất cao, là trên 550%. Mục tiêu nhiệm vụ là chỉ có 5 km mà phấn đấu xây dựng được sấp xỉ 30 km cứng hóa đường giao thông. Thì hiện nay là giao thông liên thôn liên xã là đã được kết nối 100% thông thôn. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ngày một nâng lên, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có thể nói, qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 17, trong điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh. Song với sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy thường xuyên quan tâm,
các chi bộ đảng được củng cố về chính trị, tư tưởng và tổ chức, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên được nâng lên. Việc làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm, khắc phục những hạn chế yếu kém sau kiểm điểm Trung ương 4 khóa 11-12 đã được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện, tạo ra sự chuyển biến căn bản về nhận thức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm và có chuyển biến rõ rệt, thiết thực, góp phần cho Đảng bộ chấn chỉnh.